váy cưới cầu hôn giữa Lai Sâu. Tối 15 tháng 9, concert của Lưu Đức Hòa diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, bất ngờ gây chú ý với sự việc nam ca sĩ được một fan nữ bất ngờ cầu hôn giữa sân khấu. Theo đó, trong giây phút Lưu Đức Hòa giao lưu cùng fan, một cô gái mặc váy cưới trắng từ hàng ghế khán giả tiến đến khu vực ngăn cách và lớn tiếng bày tỏ lời cầu hôn. Bộ phận bảo vệ và an ninh tỏ ra bối rối trước sự việc bất ngờ. Ngay lúc này, Lưu Đức Hòa liền từ chối vì anh đã có gia đình rồi. Theo những người có mặt Cô gái sau khi nhận được phản hồi từ ngôi sao 57 tuổi đã trở về chỗ ngồi và thoải mái theo dõi chương trình đến phút cuối. Vụ việc cũng khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện trong quá khứ giữa Lưu Đức Hoa và Phan Cuồng Dương Lệ Quyền. Cô gái này vì quá hâm mộ anh đã làm mọi cách để gây chú ý cho thần tượng. Bố cô bán nhà, bán thận để có tiền cho Lệ Quyên được gặp Lưu Đức Hoa. Đỉnh điểm năm 2007, bố Dương Lệ Quyên tự tử. Ông để lại di thư yêu cầu Lưu Đức Hoa cho con gái ông cơ hội xong tài tử từ chối. Dù vậy, vụ việc khiến tài tử sốc trong thời gian dài anh phải nhập viện điều trị tâm lý. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong tứ đại thiên vương của làng giải trí Hồng Kông. Anh được biết đến là ngôi sao hàng đầu của showbiz với đa dạng các lĩnh vực hoạt động như diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ. Năm 2008, Lưu Đức Hòa kết hôn với Chu Lệ Thiên, thiên kim tiểu thư của một đại gia giàu có ở Malaysia. Dù giấu kín hình ảnh vợ con trước công chúng, cuộc sống hôn nhân của anh được đánh giá viên mãn hạnh phúc. Ở tuổi gần 60, Lưu Đức Hòa vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ hưu. Anh hoạt động sôi nổi trong cả lĩnh vực ca hát, diễn xuất và thu về các xê hàng chục triệu nhân dân tệ với mỗi hợp đồng quảng cáo. Mới đây nhất, anh cùng diễn viên cổ thiên lạc của anh tạc phòng vé châu Á với bộ phim điện ảnh Bão Trắng 2.